thường để là cha hay là mẹ. Tôi cảm thấy vô cùng lấy làm tiếc cho những người chưa bao giờ biết đến tình yêu của một người mẹ, vì họ đã bỏ lỡ một kinh nghiệm tuyệt vời. Mỗi người mẹ đều là hiện thân của tình yêu vô điều kiện của Thượng Đế. Mặc dù những người mẹ trần thế thì bất toàn, còn người mẹ thiêng liêng thì trọn hảo. Tôi cầu xin cho tất cả những người mẹ trên trần thế đều sống một cuộc đời kính tín và công bằng, ngõ hầu tình yêu hữu hạn của con người của họ có thể biến thành tình yêu phổ quát thuần khiết của mẹ thiêng liêng. Mẹ tôi là tất cả đối với tôi. Niềm vui lớn nhất của tôi là có mẹ ở cùng. Ngày tôi và cha tôi nghe tin mẹ tôi lâm trọng bệnh, tôi chỉ mới là cậu bé, tôi lập tức về Calcutta. Mẹ tôi đến đó để giúp chuẩn bị đám cưới của anh tôi. Tại ga chuyển tiếp, chúng tôi gặp chú tôi. Tôi linh cảm rằng mẹ tôi đã chết. Tôi lo lắng hỏi chú tôi rằng liệu mẹ tôi còn sống hay không. Một chiếc xe lửa rầm rập lao về phía chúng tôi. Trong thâm tâm tôi chỉ muốn lao mình xuống gầm bánh xe nếu mẹ tôi đã chết. Đọc được vẻ thất vọng trên khuôn mặt tôi, chú tôi trả lời, dĩ nhiên mẹ cháu còn sống. Nhưng khi chúng tôi về đến Calcutta, mẹ tôi đã ra đi. Tôi buồn bã khôn nguôi. Mẹ tôi là người thân thiết nhất. Đôi mắt đen hiền từ của người là nơi ẩn náu an toàn nhất của tôi. Nếu như bạn có thể chia sẻ cơn rùng mình của tôi khi bất chợt nhìn thấy đôi mắt đen huyền của mẹ tôi thân đang nhìn tôi ở khắp mọi nơi. Thật là một cảm nghiệm tuyệt vời. Mọi đau khổ của tôi bỗng chốc hóa thành niềm vui khôn tả. Những mối quan hệ con người được trao cho bạn không phải để thần tượng hóa, mà là để lý tưởng hóa. Nếu luôn nghĩ về mẹ mình như là tình yêu vô điều kiện của mẹ thiêng liêng được biểu hiện dưới hình hài con người, bạn sẽ cảm thấy khuấy khỏa khi người mất. Người mẹ đã khuất không phải đã mất đi đối với bạn. Bà là người đại diện của mẹ thiêng liêng, người đã đến trần thế này để làm mẹ của bạn trong một thời gian ngắn rồi sẽ đi khỏi, để lại phía sau tình yêu hằng tồn của mẹ thiêng liêng. Những người đã mất mẹ phải nhận ra mẹ thiêng liêng ẩn phía trên các tầng trời. Bạn đã cầu nguyện chưa đủ sâu. Nếu thành tâm cầu khẩn Thượng Đế, bạn sẽ nhận được câu trả lời từ mẹ thiêng liêng, và bạn cũng sẽ nhìn thấy người mẹ trần thế của bạn. Giờ đây, tôi nhìn thấy mọi người phụ nữ đều như một người mẹ, ngay cả khi chỉ có một chút phẩm chất tốt đẹp được phản ảnh nơi ấy. Tôi cũng nhìn thấy mẹ thiêng liêng. Con người nên nhìn tất cả những người phụ nữ như những người mẹ. Họ không biết rằng họ bỏ lỡ điều gì khi họ chỉ nhìn những người phụ nữ như những đối tượng để thỏa mãn đam mê. Bây giờ họ chỉ nhìn thấy sự dữ bên trong họ, trong khi khía cạnh nữ tính trong người mẹ là thuần khiết. Phụ nữ đã được phủ cho bản năng của người mẹ để cứu vớt con người khỏi vực sâu ham muốn. Đó là mục đích tiên khởi của họ. Họ không được tạo ra để là đối tượng của ham muốn thân xác. Không gì thiêng liêng hơn sự cảm thông vô điều kiện của người phụ nữ trước những đau khổ của con người. Người phụ nữ nên yêu thương cả thế gian, nếu thể hiện tình yêu của mẹ thiêng liêng, Thượng Đế vừa là cha vừa là mẹ. Khi dựng nên vũ trụ, Thượng Đế đã bộc lộ hai phương diện. Nam tính là những phẩm chất của người cha và nữ tính là những phẩm chất của người mẹ. Nếu nhắm mắt lại và hình dung một vùng không gian rộng lớn, vô hạn, bạn sẽ bị mê hoặc và bị choáng ngợp. Bạn sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài trí tuệ thuần khiết ở miền vô hạn sâu kín đó. Chẳng có một tà vật nào, không có ánh sáng lẫn những vị tinh tú, chỉ có sự khôn ngoan thuần khiết là cha thiêng liêng.
và tự nhiên với những vì sao sáng như kim cương, dải ngân hà, hoa cỏ, chim chóc, những áng mây, những rặng núi, bầu trời, vô số những tà vật đẹp đẽ, là mẹ thiêng liêng, nơi tự nhiên bạn nhìn thấy phương diện người mẹ của Thượng Đế, vô cùng đẹp đẽ, dịu dàng, hiền hòa và nhân hậu. Vẻ đẹp của thế giới này chứng tỏ bản năng từ mẫu sáng tạo của Thượng Đế. Và khi nhìn vào tất cả những sự tốt lành trong tự nhiên, sẽ cảm nhận được sự dịu dàng bên trong chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận Thượng Đế như là mẹ trong tự nhiên. Như vậy, Thượng Đế vừa là cha vừa là mẹ, Kinh Thánh Đạo Cơ Đốc và Thánh Kinh Hindu mô tả Thượng Đế là ba ngôi một thể, Cha, Con, Thánh Thần, Aum Tat Sat. Ngôi Cha là khía cạnh khôn ngoan của Thượng Đế, Thánh Thần là khía cạnh nhân từ của người mẹ, Con là tạo vật trong vũ trụ, là biểu tượng hay nguyên tắc mà qua đó phương diện người cha và người mẹ của Thượng Đế bày tỏ tình yêu thiêng liêng của Ngài. Chúng ta là con cái của tình yêu ấy. Trên sao, dưới vầy, trong gia đình nhân loại, chúng ta bắt gặp hình ảnh thu nhỏ của gia đình thánh. Thượng Đế là cha đại diện cho người cha trong gia đình trần thế, Thánh Thần hay tự nhiên đại diện cho người mẹ, Chúa Con đại diện con người con trong gia đình, cho người con trong gia đình, biểu trưng cho tình yêu của cha và mẹ. Chúa Giê-xu đã gọi Thượng Đế là cha, một số vị thánh thì gọi Ngài là mẹ. Về phương diện siêu hình, Thượng Đế chẳng là cha cũng chẳng là mẹ, nhưng khi chúng ta nghĩ về Ngài trong mỗi liên hệ con người, Ngài có thể trở thành cha cũng có thể là mẹ của chúng ta. Thượng Đế đầy khôn ngoan mà cũng giàu cảm xúc. Khi tỏ mình ra trong vạn vật, Thượng Đế đã trao tặng trí khôn ngoan của Ngài dưới hình hài của người cha và trao ban cảm xúc của Ngài trong hình hài của người mẹ. Chỉ riêng người cha hay người mẹ nào cũng đều bất toàn. Chỉ có một nửa bản tính của Thượng Đế, vì người cha hành động và bị tác động bởi lý trí, trong khi người mẹ hành động và bị tác động bởi cảm xúc. Người cha chi phối người con bởi lý trí, còn người mẹ bởi cảm xúc. Người mẹ nói hay dạy dỗ nói bằng tình yêu. Đôi khi yêu nhiều thì tốt, nhưng nếu quá ngọt ngào chiều chuộng, bạn có thể làm hư con cái. Đôi khi một ít nghiêm khắc thì tốt, nhưng nếu thường xuyên làm dụng hình phạt sẽ chỉ khiến đứa trẻ phạm lỗi nặng hơn. Đó là lý do tại sao cần có cả bố lẫn mẹ tham gia vào việc dưỡng dục con cái, vì cả hai đều cần thiết cho lợi ích đối tối thượng của đứa trẻ. Mọi người cha ngoài sự nghiêm khắc nên cố gắng tỏ ra yêu thương con cái, và mọi người mẹ ngoài tình thương cũng cần thêm lý trí khi nuôi dạy con cái mình. Khi nghĩ đến guru của tôi, Sri Yukteswarji, tôi bắt gặp trong ông sự nghiêm khắc của người cha lẫn lòng khoan dung của người mẹ. Tuyệt nhiên không có chút gì mềm yếu hay mù quáng. Tất cả những bậc làm cha mẹ đều được thiên phú cho sự khôn ngoan của người cha lẫn sự dịu dàng của người mẹ của Thượng Đế. Họ phải hoàn thiện những khả năng thiên phú này. Những người làm cha, làm mẹ thường rất dễ nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi lầm của con cái. Nếu không thể nhìn ra lỗi lầm của con mình, bạn đã yêu chiều con không đúng cách. Cha mẹ nên yêu thương con cái một cách vô điều kiện, nhưng đừng bao giờ để cho tình yêu trở nên mù quáng trước những lỗi lầm trong suy nghĩ cũng như trong hành động của con trẻ. Dù đứa trẻ có phạm lỗi gì chăng nữa, họ vẫn nên yêu thương chúng, nhưng không được ủng hộ lỗi lầm của chúng. Hãy giúp con bạn thoát ra khỏi hố sâu của sự dữ, còn hơn là chuyện khiến chúng càng lúc càng xa lầy trong những hành động sai trái. Chúng sẽ chẳng bao giờ quay lại yêu quý bạn vì sự yêu chiều quá mức không đúng cách ấy.
Lý trí và cảm xúc thuần khiết là trực giác. Cả lý trí lẫn cảm xúc thuần khiết đều là những phẩm chất của trực giác. Cảm xúc thuần khiết nhìn thấy cũng rõ ràng như lý trí thuần khiết. Hầu hết mọi phụ nữ đều có một trực giác nhạy bén, nhưng khi kích động quá mức, họ sẽ đánh mất khả năng trực giác này. Lý trí thuần khiết cũng là trực giác. Nếu năng lực này phát triển một cách đầy đủ, nói cách khác, giả thuyết sai sẽ dẫn đến kết luận sai. Sớm hay muộn thì những người có lý trí trong sáng rõ ràng sẽ phát triển trực giác thật sự, thứ không bao giờ sai lầm. Một người phụ nữ đầy lòng đố kỵ, ghen ghét, giận dữ sẽ nhìn thấy những phẩm chất này được phản ánh nơi những người khác. Nếu bà tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực ấy, bà sẽ đánh mất khả năng trực giác thiên phú của mình. Vì lý do này, mọi phụ nữ nên cố gắng kiềm chế cảm xúc và tránh những cảm xúc sai lầm. Bây giờ bà sẽ phát triển dung mạo người mẹ có năng lực trực giác của Thượng Đế. Thượng Đế không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Khi phạm tội, bạn tin rằng lỗi của bạn là vô hạn, không thể tha thứ. Và khi người đời tuyên bố bạn không có gì để bào chữa, bạn sẽ cho rằng không có gì để nói và thôi không nghĩ đến mẹ thiêng liêng. Nhưng tôi khuyên bạn hãy nói: mẹ thiêng liêng, con là con của mẹ, đứa con ngỗ nghịch của mẹ, xin tha thứ cho con. Khi khẩn nài khía cạnh người mẹ của Thượng Đế, bạn sẽ không bị trừng phạt. Bạn sẽ hoàn toàn tan chảy trong trái tim thiêng liêng. Nhưng Thượng Đế sẽ không chống đỡ cho bạn. Nếu con tiếp tục làm điều sai trái, bạn phải từ bỏ những hành động xấu xa của mình như bạn đã hứa với Thượng Đế. Nhưng nếu hết lần này đến lần khác phạm lỗi, bạn khó mà được tha thứ. Tôi biết một cậu bé luôn khoe: tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, vì sau đó sẽ lại được tha thứ. Đây là một quan niệm sai lầm. Nếu không từ bỏ tội lỗi như khi xưng tội, bạn sẽ không được tha thứ. Con người giác ngộ phát triển cả khía cạnh phù tính lẫn mẫu tính, sẽ cảm thấy yêu thương người khác như người mẹ yêu thương con mình. Đó cũng chính là cảm nhận của Chúa Giêsu trên thập giá khi người thốt lên: Lạy Chúa, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Làm thế nào người có thể yêu thương như thế đối với những kẻ đang đóng đinh mình? Đó là vì người đã phát triển trọn vẹn cả phù tính lẫn mẫu tính của Thượng Đế trong con người, trong người. Đối với Chúa Giêsu, những kẻ đang đóng đinh người không phải là những kẻ thù của người. Với giả mạc và gầy gộc, họ chỉ là những đứa con hư của Thượng Đế, những đứa con ngỗ nghịch không hiểu lòng cha mẹ. Ai ngoài người mẹ mới có thể nghĩ như Chúa Giêsu đã nghĩ? Một người mẹ dù có bị con cái làm đau lòng đến đâu vẫn lo lắng cho chúng, chỉ sợ điều không may xảy đến cho những đứa con yêu quý của mình. Đấy là điều Chúa Giêsu hiểu rất rõ, khiến người có thể nói: Lạy Cha, xin tha cho chúng. Nếu phát triển được mẫu tính của Thượng Đế nơi bạn, bạn sẽ yêu thương tất cả mọi người trên thế gian. Và nếu bạn khẩn cầu Thượng Đế như khẩn cầu mẹ thiêng liêng, Ngài sẽ nhanh chóng nhận lời, vì bạn đã nài đến sự dịu dàng và tình yêu vô điều kiện của Thượng Đế. Khi đứng trước Thượng Đế, bạn có thể nói: Lạy mẹ thiêng liêng, dù hư hay ngoan, con vẫn là con của mẹ. Con đã ở trong hồ sâu của sự dịu suốt nhiều kiếp, nhưng liệu con có phải trả giá cho đủ theo quy luật của người? Con không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ mong được thấy người. Xin tha thứ cho con. Tại sao người nhất định phải trừng phạt con? Điều gì trót làm đã là quá khứ, con sẽ không phạm tội nữa. Bây giờ Thượng Đế sẽ phán:
Hãy hỏi xin ta ơn cứu độ, ta sẽ ban cho con ơn cứu độ. Hãy hỏi xin ta sự khôn ngoan, ta sẽ ban cho con sự khôn ngoan. Nhưng đừng hỏi xin ta tình yêu, vì khi con lấy đi tình yêu trong ta, ta sẽ chẳng còn là gì. Nếu bạn tiếp tục yêu kêu cầu, nhưng con muốn tình yêu của người, mẹ thiêng liêng rốt cuộc cũng mềm lòng. Vì con là con của ta, làm sao ta có thể không tha thứ cho con? Và rồi Thượng Đế sẽ ban cho bạn tình yêu thiêng liêng của Ngài. Không có kinh nghiệm nào tuyệt vời hơn là được cảm nhận và được biết rằng mẹ vũ trụ đang ở cùng bạn. Hãy để ý đến sự có mặt của Thượng Đế, vì Ngài có thể đến với bạn dưới những cách thức khác nhau. Dẫu bạn bệnh tật, đau đớn hay phiền muộn, hãy cầu nguyện Thượng Đế như với người mẹ hiền. Khi bạn cần đến sự an ủi và cầu nguyện Ngài như người cha, khi cần đến sự khôn ngoan. Những người mẹ đừng chỉ yêu mỗi con cái mình, mà hãy yêu tất cả mọi người. Hãy trao tặng cho mọi người tình yêu và sự cảm thông của mẹ thiêng liêng, và bạn sẽ không còn bị trói buộc trong những hữu hàng của tình mẫu tử con người, và cũng sẽ trở thành một người mẹ thần thánh khi có thể nói một cách thành thật rằng tôi là mẹ của hết thảy những đứa trẻ. Bạn sẽ không còn nhìn người khác như những kẻ xa lạ. Bạn sẽ nhìn nhận và yêu thương tất cả con cái của thế gian như con bạn. Mọi hình thức của tình yêu phàm nhân trong trạng thái hoàn hảo đều là hình ảnh của tình yêu của Thượng Đế. Hãy thôi phản xét mình như những kẻ tội lỗi, và hãy từ bỏ những thói quen sai trái, không ngừng cầu nguyện Thượng Đế như cầu nguyện mẹ thiêng liêng. Ngài sẽ đến với bạn. Chúng ta hãy tạ ơn Thượng Đế và cầu xin Ngài luôn tuôn đổ muôn phúc lành trên tất cả những người mẹ, để họ có thể biểu lộ những phẩm chất của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả những người con luôn tràn đầy tình mẫu tử, là hình ảnh phản chiếu tình yêu của mẹ thiêng liêng, và xin cho họ cũng biết trao ban tình yêu ấy cho người khác. Như thế chúng ta sẽ có được an bình và thiên đàng ngay trên trần thế.